Đi từ sáng tới giờ này mới về tới nhà nha bà con đó. Mới vừa vô tới nhà gần 3 giờ chiều rồi. Ở đây bởi vậy đi một cái gần 3 giờ chiều luôn rồi. Hết một ngày rồi đó. Con dâu nó đi làm ở không nó hùng với ta mua xoài với bình Mua nguyên người thùng. thùng. Chắc người thùng thùng này chắc không bỏ mua rẻ, bữa hổm mua hết thùng xoài chua. Xoài Thái à, ngon lắm, bữa nay mua thùng này nè. Ừ, xoài này cũng ngon. Wow, trái bự bự không à. Đây. Rồi, chút đi quay sinh tố cho anh thêm muốn. Biết là quay cái cũ. Hồi nãy cái em nó làm chung với anh Liêm nè, người Việt, tội nghiệp mua trái cây đem lại cho nè. Mùa này, trái nectarine mùa này cũng mắc lắm nha chị em. Cái trái cây này mùa này là mắc nè. Tội nghiệp lại thăm bệnh còn cho nữa nè. Làm chung với anh Liêm, cháu đó người Việt. Nãy tên gì hỏi quên mất tiêu không nhớ nữa. Thằng Michael quá bà con, nó khoái nuôi mấy cái con này con kia nha, con mùa kẹp thì nó tới tuổi nó chết giờ nó nuôi con rùa nè. Ôi dùi, nó lú cái đầu lên trời ơi. Ôi nè, nó cắn tay rồi nha. Nó ngoài cồn nó cho ăn bằng cái cây kẹp mà Lan sợ. Trời ơi, đây đây con lại đây. Cô bươi lên tới đó kìa. Đó đó đó, ông leo lên tới đó ông ăn kìa. Đó. Rồi ra đây nè con, lại đây. Rồi nè, đi ra đây đi. Đó, ăn thấy đường không? Thấy đường không? Thấy đường đó, ăn. Trời ơi, mai cồn nó có cái kẹp nó gắp cho ăn nha bà con. Lại đây nè con, lại đây nè. Nè nè. Nè đó. Ăn đi. Trời ơi, ăn kìa. Còn ông con cá nhỏ đây. Xuống ăn đi con. Cắn kìa, đó. Lần sợ nó cắn vào tay nha. Mình phải gắp bằng tay kẹp đó chị em. Ôi chết chết chết. Con trai mình nó thích nuôi mấy thú vật nhỏ vậy nè đó. Một lần nó nuôi chuột đồ nữa, chuột chuột không phải chuột tàu mà chuột chuột trắng đó, bà con chuột bạch đó. Đây nè con, ở đây nè, đó. Nó leo lên đá chơi đó theo chị em. Mấy cá nhỏ nè. Mà ngộ nó muốn cắn con cá nha, nó muốn ăn con cá. Đó, đó, đó. Tới bụng rồi. Cá lội lội gì mà nó không có cắn. Không dính líu gì tới con cá hết á. Rồi thôi. Mà nó nhanh lắm nha chị em. Lan đi ngoài chợ, đi ngoài đường về đó. Cái nó đang nằm trên này chơi vậy nè. Mà nó gặp mình về nó sợ, nó nhảy xuống một cái đọp vậy đó. Nó chúi xuống dưới đó, nó trốn rồi đó là. Gùa đây ngổ cái đầu nó dài dặn cái đầu nó kìa. Bữa ổng nuôi nhỏ xíu à, mới có khoảng một tháng nay mà nó bự gì đó chị em. Trời ơi, cái ổng lú đầu lên thấy ghê không. Giờ mình thấy sợ quá. Bên đây thì con trai mình nuôi ốc nè, nuôi tép nè, mấy con tép nè đó. Rồi nuôi cá nữa nè, trời ơi, đủ thứ á. Nó ăn thức ăn. Mấy con nó ương cái củ khoai lang nó bự dễ sợ luôn nè. Trời ơi, nó ương ở dưới nước nè. Hôm nay mọc rồi. Hôm nay giờ mấy phút mà mày. Tôi tính lái coi nhiều em. Trong tư thế ghê không? Trời ơi, tư thế chu đích đó. Trời ơi, nãy giờ cặp khúc rồi đó. Khúc mấy rồi. Ông nội, con nói nhỏ cho ông nội nghe nha. Chị hai mở cửa phòng, con chạy vô con nằm nè ông nội. Cô gà nó mở cửa phòng á, nó không có đóng, thằng Milo lén vô phòng ta nằm nè. Nằm mà cái Lan thấy nó mở mắt cái ý, nó dòm nữa chứ. Em Lan nó đem bánh mì tới nó cho, không có Lan ở nhà nó treo trước cửa mới đi về lấy vô đây. Ổ bánh mì siêu bự nha bà con. Quá để đi lấy cây dao cắt nó ra làm đôi. Wow, thôi em Lan nó mua bánh mì cho mà ổ nào ổ nấy người ta làm thịt chị em ơi coi nè. Thịt nhiều lắm. Để đỏ nhiều đây. Nội ơi. Chỗ bánh mì thuộc gì nó người ta dồn thịt mà tới đầy như gì nè. Hình như 10 đồng á, diện ổ đó chị em mà nó bự vậy nè. Quá cỡ rồi. Cái này phải hai người ăn chứ sao người ăn hết. Trời ơi, đây là để đây.
có ớt nha. Đây, 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 đây. Lần lấy ra ổ lần ăn nha. Chắc ăn nửa ổ dữ rồi chị em ơi. Một ổ gì nè. Quá cỡ rồi. Trời ơi. Rồi lần ăn nửa ổ nha. Ê ông nội ơi, nó thuộc gì đó, nó đầy tới gì nè chị em, nó bự gì nè. Chắc lần ăn nửa ổ. Nó tới ăn. Tối ăn cơm nữa. Cái này chắc em của Lan nó mua ở Nodifone nè chị em, bánh mì lúc gì nè. Ta bán bánh mì gì nè, đó bởi vì mấy tay nó sắp hàng nó mua đó. Rồi nửa ổ ăn ứ thử rồi. Ê, ngon quá đi. Mời cả nhà ăn bánh mì nha. Trời ơi, cái ổ bánh mì không biết sao để cái miệng vô được đây. Bóc miếng ớt. Lần mời cả nhà. Không có rồi, cắt hỏi mình không được. Bánh mì heo quay xá xíu. Quá trời để dồn luôn, thịt đầy luôn. Em ra nó mua nhớ nhắn cho. Hình như bánh mì lúc ở Nodifone. Cậu Út Tony em của Lan nó ghé ngang nó cho hai ổ nè. Nói thiệt, nói thật lòng nha, nửa ổ này là no bà con. Nửa ổ này bằng mấy chỗ khác bán ổ rồi đó. Lúc ở Nodifone tìm bánh mì lúc tay nó sắp hàng đông lắm, tại một ổ người ta bán. Nói thiệt nó nặng ì à, chứ không phải bọng nha, thịt không à. Nào là xá xíu, nào là thịt, nào là thịt xá xíu, nào là thịt quay nữa. Không có cách nào cắn ổ mình nữa. Ghé từ từ. Nó bự quá. Quá bự rồi. Giống như đợt đó Lan về Sài Gòn, Lan có ăn bánh mì Quỳnh Hoa đó. Thật ra cái chị đó bán một ổ và cái dạng giống gì nè, là Lan với anh Liêm ăn mới hết, chứ một mình nên ăn hết. Mà cái phim đó đợt đó nó bị Lan để qua cái máy kia sao nó bị hư rồi bà con, bị nó bị hư nên không có để lên nha, nó bị mất á, Lan không có để lên. Chứ ở bánh mì Quỳnh Hoa Sài Gòn nó ngổ bự giống vậy nè, hai người ăn mới hết, ăn mạnh dữ lắm á thì mới hết một ổ. Tới đây Lan xin kết thúc phim. Lan cảm ơn bà con, cô bác, anh chị em và các cháu bỏ thời giờ coi phim của gia đình Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Mến chúc bà con, cô bác, anh chị em một ngày mới vui vẻ và an lành. Nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ giùm Lan. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye.